Theo thống kê thì số người sử dụng Internet tại Việt Nam đang tăng mạnh. Đến nay đã có hơn 45 triệu người sử dụng Internet tích hợp trên các phương tiện điện tử. Cùng với đó là nhu cầu quảng cáo trên Internet ngày càng phát triển. Tuy nhiên, hiệu quả quảng cáo được đo theo cách truyền thống chưa thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho các chủ doanh nghiệp do các thu phí dịch vụ vẫn chủ yếu dựa vào lượng người truy cập website của doanh nghiệp. Nhằm thúc đẩy tiềm năng phát triển thị trường thương mại điện tử Việt Nam, Việt Tiến Mạnh Group đã ký kết hợp tác với công ty cổ phần Value Commerce, doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực tiếp thị liên kết tại Nhật Bản, hợp tác phát triển lĩnh vực tiếp thị liên kết. Mặc dù vẫn còn khá mới mẻ đối với thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam, song dịch vụ này đã được triển khai rộng rãi ở nhiều nước phát triển trên thế giới, mang lại hiệu quả thực tế là các đơn hàng cho các chủ doanh nghiệp tại website cv.vn.